Cả nhà ơi, hôm nay đã là chủ nhật 18, gần ngày 18 của Tết mình rồi mọi người ơi. Đây là chợ đêm chợ của Chánh An nha cả nhà. Hôm nay mình chạy một vòng rồi, thấy mọi người buôn bán rất nhiều mọi người, rất tấp nập mọi người ơi. Kẻ đến người đi, kẻ mua người ra vào rất tấp nập mọi người. Đây là chợ đêm của Chánh An nha mọi người. Quá trời đông mọi người. Đông nhất là cái tiệm giày dép quần áo nha mọi người, mua sắm đồ Tết để ăn Tết nha cả nhà. Rất nhiều mọi người ơi, mọi người đi rất đông. Đây là chợ đêm chợ Chánh A cả nhà, mọi người dùm người đi mua sắm rất đông nha. Nhất là những tiệm quần áo giày dép, mọi người sắm để về quê ăn Tết hoặc đi ăn Tết thôi nha. Các đồng mọi người nhìn cái nhân hàng quán giày dép là thấy khủng luôn, mọi người mua sắm rất nhiều. Quá trời nha, kẻ đi nhiều người đến kẻ gần người vô mua sắm rất nhiều. Nhưng mà cận Tết buôn bán rất đông, mọi người cũng mua sắm rất nhiều. Chợ Chánh An giờ khác xưa, mọi người sắm út buôn bán rất nhiều, ăn có uống với quần áo rất đông. Nhất là những hàng sale cơ, mọi người thường đến cửa hàng sale giảm giá nên mua rất đông, nhất là giày dép quần áo. Chào mọi người.